Người có bốn đặc điểm này càng về già càng bất hạnh khổ đau. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, sống hạnh phúc là đích đến cuối cùng trong cuộc đời của mỗi người. Để đi đến được cái đích đó, không phải là dựa vào may mắn, tin vào số mệnh hay phó mặc cho số phận, mà hơn cả đó là sự nỗ lực cố gắng cũng như tâm thái đối diện với cuộc đời của mỗi người. Vậy quý vị có muốn khi về già mình sẽ hạnh phúc hay không? Chắc chắn là có, đúng không ạ? Vậy nếu muốn có được hạnh phúc ấy thì quý vị phải loại bỏ ngay 4 điểm sau đây. Bằng không thì càng sống sẽ càng khổ, càng già sẽ càng bất hạnh. Đó là 4 đặc điểm nào? Mời quý vị cùng ngẫm sự đời chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay nhé. Đặc điểm thứ nhất, không nghĩ tới hoàn cảnh của người khác. Một khán giả từng chia sẻ câu chuyện của mình. Trong cuộc phỏng vấn trước đây của tôi với một vị tổng giám đốc công ty, ông ấy đã kể lại quãng thời gian vô cùng khó khăn của mình. Đó là vào năm 2008, khi mà cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu xảy ra, khiến cho lượng đơn hàng trong nước sụt giảm. Và ông ấy đã đích thân đi tiếp nhận một đơn hàng rất lớn đến từ nước ngoài. Ngày đó do quá nóng vội mà quên mất không kiểm tra kỹ mọi dữ liệu, cứ thế cho đến khi từng chuyến hàng một được xuất cảng nhưng lại không có người nhận hàng. Lúc đó ông mới biết thông tin của đối tác thực sự có vấn đề, lượng hàng hóa tồn đọng đã tạo ra một sức ép rất lớn lên tình hình tài chính của công ty. Những người công nhân đã mấy tháng rồi không được phát lương, một số trong số đó đã trở nên vô cùng kích động. Không thể cứ ngồi chờ chết như vậy được, ngài tổng giám đốc đã quyết định cùng với giám đốc bộ phận sale và phiên dịch bay sang nước ngoài, nơi mà số hàng kia vẫn đang nằm im ở đó. Ở nơi đất khách quê người, không ai quen biết. May nhờ vị giám đốc tiêu thụ kia vẫn còn giữ được liên lạc với một số khách hàng ở đây, đi chào hàng từng nhà một, mong có thể bán được hết chỗ hàng đó. Nhưng người mua lại không hiểu cho nỗi khổ của người bán và thực lòng cũng không muốn mua nên luôn ép giá xuống mức thấp nhất. Lúc đó bọn họ trong lòng nóng như có lửa đốt, nhưng những nỗ lực bền bỉ không biết mệt mỏi, ngày ngày đi chào hàng của vị giám đốc kia đã được đền đáp xứng đáng. Trong lúc visa chỉ còn 3 ngày nữa là hết hạn, ông ấy đã tìm được một khách hàng đồng ý thu mua toàn bộ số hàng kia. Sau khi thu hồi được vốn, công ty có thể xem là thoát khỏi cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Ngài tổng giám đốc nói, người làm ông cảm động nhất chính là vị giám đốc kia. Khi ấy, ông ấy đã nhận được nhiều lời mời từ các công ty đầu ngành khác, nhưng trong lòng lại không chút dao động, vẫn không quản bao gian khổ đi đàm phán với khách hàng ở nước ngoài, chỉ mong cứu vãn được tình hình công ty. Cuối năm đó, cho dù công ty làm ăn thua lỗ, ngài tổng giám đốc vẫn quyết định tặng cho vị giám đốc kia một phần tiền thưởng. Nhưng ông ấy đã không nhận, còn nói công ty năm nay khó khăn, ông không thể ích kỷ một mình nhận tiền thưởng được. Đợi đến lúc công ty làm ăn khấm khá hơn, thì lúc đó ông sẽ nhận. Sau này, tôi có cơ hội gặp mặt và trò chuyện với vị giám đốc bộ phận sale kia. Khi nhắc câu chuyện xưa cũ, tôi cảm nhận được lòng từ bi ánh lên từ trong đôi mắt ấy. Lòng từ bi của việc ngay cả trong lúc khó khăn mà vẫn biết suy nghĩ cho người khác. Gần đây trên mạng xã hội có một câu hỏi rằng: hành động cử chỉ nào của người lạ khiến bạn cảm thấy ấm lòng? Đó là khi nhận làm thêm phát tờ rơi. Có người nhận tờ rơi rồi còn nói lại một câu cảm ơn. Đó là khi phải mang theo một chiếc vali nặng trong lúc lên tàu hỏa. Và thế là có người tốt bụng đã giúp mình để cái vali đó lên giá để hành lý. Hay đó là trong lúc đi xe khách, bản thân bị say xe và cảm thấy buồn nôn, đã có cô gái nhỏ ngồi bên đưa khăn giấy và nước khoáng cho mình. Trong cái thế giới hối hả vội vã này, những cử chỉ hành động đó như điểm xuyết thêm một chút trong trèo tĩnh lặng cho đời. Điều đó chính là sự quan tâm, yêu thương dành cho những con người hàng ngày đang phải vật lộn trong bão giông. Cho dù chỉ là rất nhỏ
nhưng đủ để đem đến cho họ cảm giác ấm áp và sức mạnh lớn lao. Cảnh giới cao nhất của sự tu dưỡng mà mỗi người có thể đạt được chính là tấm lòng lương thiện được bồi đắp từ việc biết đặt bản thân mình vào vị trí của người khác, biết cảm thông cho người khác và yêu thương thêm thế giới này. Hy vọng quý vị có thể yêu thương và trân trọng cuộc đời này, và rồi cuộc đời cũng sẽ yêu thương và trân trọng quý vị như chính cách mà quý vị đã yêu thương nó. Chỉ khi thay đổi suy nghĩ, nguyện ý chân thành đứng ở vị trí của đối phương mà nghĩ cho họ thì mới có thể tạo ra những mối quan hệ tốt đẹp. Đây mới là thể hiện của người có phong thái cao đấy quý vị ạ. Trong suốt cuộc đời, mỗi thời khắc trôi qua, quý vị đều có thể thay đổi cách nghĩ, đứng ở vị trí của người khác mà suy xét, thấu hiểu người thêm một chút, tôn trọng và biết đủ, có thể buông. Quý vị sẽ trưởng thành thêm một chút. Nhờ vậy mà quý vị cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, mới có được vui sướng và thảnh thơi. Bởi vì sinh mệnh là một loại tiếng vang, tặng người hoa hồng thì sẽ thấy hương thơm vương vấn trên tay. Yêu thương người khác thì được người yêu thương, tạo phúc cho người thì phúc lại đến với mình. Đặc điểm thứ hai, thấy lợi ích thì liên tục bòn rút. Trong tố thư có nhắc đến, giữ chức vụ mà không từ bỏ, giữ đạo nghĩa mà không quay đầu, gặp chuyện bất mãn mà không trốn tránh, thấy lợi ích mà không chiếm đoạt. Quý vị có hiểu ý nghĩa của câu này không ạ? Đại ý muốn nói là, một người có thể làm tròn trách nhiệm của mình mà không bỏ cuộc nửa chừng, giữ lấy đạo nghĩa của mình, không hối hận, không thay đổi. Gặp phải những chuyện bất bình, thị phi, đều biết giữ chừng mực. Khi đứng trước lợi ích mà không tham lam, đặc biệt là thấy lợi mà không chiếm đoạt. Ở Trung Quốc có một câu tục ngữ là chữ tham được cái nghèo. Quân tử thích tiền tài có được bằng chính đạo. Nhưng từ xưa đến nay, phần lớn mọi người nhìn thấy lợi ích đều sinh tâm tham, bởi vì tham lam quá mức mà khiến người người căm ghét. Quý vị có nhận thấy rằng đứng trước lợi ích ai nấy cũng đều muốn được chia một phần. Nhưng nếu như một người có lòng tham không đáy, muốn một mình độc chiếm hết toàn bộ lợi ích, chắc chắn sẽ bị người khác oán hận. Mà oán hận bị dồn nén quá nhiều, chắc chắn sẽ có ngày gây ra họa mà thôi. Vì vậy, những người thành tựu được chuyện lớn đều là những người khi đứng trước lợi ích luôn biết giữ đúng chừng mực, cân nhắc được mức độ hợp lý, thậm chí còn có thể nhường lại lợi ích đó. Đứng trước lợi ích có thể không chiếm đoạt bất chính, không vì lợi ích mà quên đạo nghĩa, không bòn rút của công để lấp đầy túi riêng. Đây không chỉ là nền tảng làm người, mà nó còn là một tầm nhìn xa. Như vậy mới có thể có được sự giàu có, sung túc lâu dài, tránh được tai họa vì tham mà biến thành bần cùng. Đặc điểm thứ ba, năng lực thấp nhưng hay khoe khoang. Khổng Tử nói, trong ba người đi cùng, ắt có một người là thầy của ta. Nghĩa là dù chúng ta có tài giỏi đến mấy, thì bên cạnh vẫn có người giỏi hơn, đáng để học hỏi. Ngay cả bậc hiền nhân như Khổng Tử còn khiêm tốn như vậy, huống hồ là chúng ta. Tuy nhiên, quý vị cũng sẽ thấy có những người không có tài cán gì, nhưng thái độ lại rất tự cao, khoe khoang khắp nơi mà không biết rằng trong mắt người khác họ đã thành trò cười từ bao giờ. Những người như thế thường không có thành tựu gì lớn quý vị ạ. Phúc khí của bản thân cũng dần dần tiêu tán mất, trở thành người vô phúc. Chỉ khi một người không ngừng hoàn thiện bản thân và biết cách học hỏi từ người khác thì người đó mới có thể thực sự tiến bộ. Phúc khí xung quanh sẽ ngày càng tích tụ nhiều, cuộc sống tự nhiên sẽ ngày càng hạnh phúc hơn. Đặc điểm thứ tư, thiếu ý chí vươn lên. Quý vị có biết điều đáng sợ nhất trong cuộc sống này là gì không? Không phải là cuộc sống của quý vị bỗng tuột dốc, mà là khi tuột dốc ấy, quý vị lại hoàn toàn đánh mất đi ý chí vươn lên. Một người thật sự có phúc, dù cuộc sống hiện tại rất khó khăn, nhưng chưa bao giờ buông xuôi nghị lực, cuối cùng có thể đợi vầng mây sẽ thấy trăng thanh. Còn với những người bất hạnh, dù cuộc sống của họ khởi đầu có suôn sẻ, nhưng dần
họ sẽ rơi vào trạng thái chán nản, tinh thần chiến đấu dần dần lụi tàn, mất đi phương hướng và động lực để tiến lên phía trước, khó tạo ra đột phá lớn. Quý vị ơi, một người khi không còn tinh thần chiến đấu trong cuộc sống thì khó có thể đạt được thành tựu to lớn. Cuộc sống chỉ ngày càng tệ đi. Cái gọi là phúc khí cũng chỉ có thể là tưởng tượng mà thôi. Thế nên, nếu như quý vị muốn thoát khỏi cuộc sống tuyệt vọng, đột phá hoàn cảnh khó khăn, thì phải giữ được tâm thái tích cực, không ngừng nâng cao bản thân. Như vậy mới có thể thay đổi hiện trạng, từng bước cải thiện cuộc sống, tự nhiên sẽ có phúc khí ngày càng nhiều. Đặc điểm thứ 5, coi thường người khác. Quý vị biết không, phúc khí của một người liên quan mật thiết đến thái độ đối với những người xung quanh. Một người thật sự có phúc, dù ở cương vị nào, cũng sẽ không có tư tưởng coi thường người khác, mà ngược lại, càng có thái độ tôn trọng và cảm thông đối với mọi người. Nhưng đối với những người bất hạnh, cử chỉ của họ luôn thể hiện ra sự xem thường đối với người khác. Ngay cả khi họ cùng ở một hoàn cảnh tương tự, thì họ vẫn thấy rằng họ hơn người, thậm chí còn cười nhạo người khác. Trong mắt người khác, đây là một kiểu chó chê mèo lắm lông, thật nực cười. Từ thái độ coi thường đối với người khác, quý vị hoàn toàn có thể cảm nhận được tính cách của người đó xấu tệ thế nào. Loại tính cách này không phải bẩm sinh của người đó mà được dưỡng thành trong môi trường phức tạp. Và cũng dễ hiểu, với tính cách như thế, họ sẽ có cuộc sống không mấy suôn sẻ như ý. Chỉ khi một người có thể nhìn ra điểm mạnh của người khác, luôn giữ thái độ khiêm nhường, có mối quan hệ tốt với những người xung quanh, thì bản thân mới dần dần hoàn thiện và phúc lành cũng tự nhiên tích lũy. Có thể nói rằng, muốn biết một người có phúc hay không, kỳ thực từ ngôn hành cử chỉ của họ đã có thể biết được. Một người tài sơ trí thiện, nhưng thái độ cao ngạo, cuộc sống khốn khó, nhưng thiếu ý chí vươn lên, coi thường người khác, dù cảnh ngộ tương đồng, đều là những chướng ngại cản trở phúc khí đến với bản thân. Quý vị thân mến, người ta vẫn thường hay nói, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, hay chọn bạn mà chơi. Quả thực xung quanh ta có quá nhiều người với tính cách khác nhau, tốt có, xấu có. Bản thân mình trở thành người như thế nào, một phần phụ thuộc vào việc mình đã chọn ai để làm bạn. Ba kiểu người sau, tự thân đã toát lên quý tướng. Nếu gặp, hãy cố gắng giữ lại bên cạnh mình. Đó là kiểu người nào? Quý vị hãy cùng ngẫm sự đời tiếp tục theo dõi nhé. Kiểu người thứ nhất, người trung thực. Quý vị có đồng ý với ngẫm sự đời rằng, trong công việc hay trong cuộc sống, việc có thể kết giao với một người trung thực, thẳng thắn là điều mà ai cũng mong muốn, phải không nào? Một người tính tình ngay thẳng, cởi mở, nhất định sẽ công bằng trong mọi việc, không vì tư lợi cá nhân mà dẫm đạp lên người khác để sống. Tư Mã Quang nổi tiếng là người chính trực. Một lần ông muốn bán một con ngựa. Con ngựa này có bộ lông trắng thuần, ngoan ngoãn, cao lớn, dũng mãnh. Nhưng cứ đến mùa hè lại mắc bệnh phổi. Tư Mã Quang bảo quản gia nói với người mua rằng con ngựa này bị bệnh phổi. Quản gia cảm thấy cực kỳ khó hiểu, làm sao có thể bán được một con ngựa như vậy. Tư Mã Quang giải thích rằng một con ngựa bán giá bao nhiêu chỉ là chuyện nhỏ. Nếu không nói sự thật, sẽ mất hết danh dự của một con người. Tổn thất sau này còn lớn hơn gấp bội. Vậy đấy quý vị ạ, người ngay thẳng không sợ kẻ mạnh, không ức hiếp kẻ yếu, dám làm, dám chịu, nghiêm khắc với bản thân. Dù không giàu có về vật chất, nhưng trong lòng họ luôn tràn đầy hạnh phúc. Nếu có một người bạn như vậy, khoan hãy tính thiệt hơn. Bởi thứ mà quý vị chắc chắn sẽ nhận được sẽ là sự trung thực từ chính người bạn đó. Kiểu người thứ hai, người lạc quan. Đường đời được vẽ lên bởi trái tim. Vì vậy, dù quý vị có ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt đến đâu, trái tim quý vị cũng không nên bị ám ảnh bởi những suy nghĩ tiêu cực. Những người lạc quan, họ biết biến sự đau buồn và tức giận thành một sức mạnh của sự yêu đời và truyền đạt sự hạnh phúc ấy đến tất cả những người xung quanh. Chris Gardner, nhân vật chính trong bộ phim Khi Hạnh Phúc Gõ Cửa, là một nhân viên bán thiết bị y tế và gia đình ba người của anh có cuộc sống rất bình thường. Không may, Chris Gardner thất nghiệp, vợ bỏ đi,
chỉ còn anh và cậu con trai sống nương tựa vào nhau. Anh dắt con đi lang thang, thậm chí sống cả trong nhà vệ sinh. Đối mặt với những bất hạnh liên tiếp ập đến, Chris Gardner không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, và cuối cùng cơ hội phỏng vấn cho một công ty đầu tư đã đến. Thế nhưng anh ấy thậm chí còn không có nổi một bộ quần áo tử tế cho buổi phỏng vấn. Thứ anh ấy vẫn đang mặc chỉ là bộ quần áo cũ sờn mà anh vừa mới sửa lại. Khi người phỏng vấn lên giọng và hỏi, ngay cả một chiếc áo sơ mi cũng không có, anh có nghĩ rằng tôi sẽ nhận anh không? Chris Gardner hài hước trả lời, vậy thì chắc chắn anh ấy đang phải mặc một chiếc quần rất thanh lịch. Sự lạc quan xuất phát từ trái tim của anh ấy đã truyền đến những người phỏng vấn có mặt ở đó, và anh đã vượt qua cuộc phỏng vấn một cách suôn sẻ. Quý vị ơi, người lạc quan toát lên một thứ ánh sáng rất riêng biệt. Dù gặp nhiều chuyện không vừa ý, nhưng họ vẫn luôn tự mình gánh chịu và sưởi ấm cho người khác. Thế nên nếu có cơ hội được ở bên những người tích cực, quý vị cũng sẽ trở nên tích cực. Chính sự lạc quan ấy khiến bạn quên đi những lo lắng buồn phiền và luôn luôn hướng về tương lai phía trước. Kiểu người thứ ba, người biết thế nào là đủ. Quý vị hãy ngẫm lại mà xem, có phải tất cả những tai họa trong cuộc đời đều xuất phát từ lòng tham vô đáy, phải không ạ? Xưa, vào thời Tây Tấn có một người cực kỳ giàu có, giàu đến mức ông còn xây hẳn một khu vườn bằng vàng để làm thú vui cho riêng mình. Cuối cùng, vì tham lam và chơi bời quá độ, ông bị triều đình tịch thu tài sản và tru di tam tộc. Giá như ông sớm bằng lòng với những gì mình có, thì ông đã không phải chịu một thảm họa như vậy. Ngược lại, với tư cách là một viên quan có tiếng, tăng quốc phiên, thừa sức có thể thu lợi cho mình. Rất nhiều người đến tặng quà cho ông. Nếu không nhận, sẽ gây bất lợi cho việc thiết lập mối quan hệ với cấp dưới sau này. Vì vậy, khi thực sự không có cách nào từ chối, ông chọn một hoặc hai món quà rẻ nhất. Điều này không chỉ giữ được tình cảm đôi bên, mà còn thể hiện nguyên tắc của bản thân, khiến cả hai đều cảm thấy hài lòng. Chính vì biết thế nào là đủ ấy, mà cuối cùng ông đã trở thành một vị quan nổi tiếng thanh liêm chính trực, để lại tiếng thơm đến tận sau này. Quý vị ơi, lòng tham một khi đã trỗi dậy sẽ không bao giờ được lấp đầy. Nếu không biết ngăn chặn kịp thời, đến ngày vào tù ra tội thì hối hận cũng đã muộn. Chỉ khi biết hài lòng, chúng ta mới có thể cư xử và làm việc một cách bình tĩnh. Đó mới là sự giàu có thực sự. Kiểu người thứ tư, không tự cho mình là giỏi. Xung quanh quý vị có người bạn nào mà cái gì cũng bảo là mình biết, cái gì cũng tỏ ra là mình xuất chúng không ạ? Và đối diện với những kẻ đó, quý vị thường làm gì? Thực ra chưa biết sẽ làm gì, nhưng chắc chắn là cảm thấy không thoải mái chút nào, đúng không ạ? Kỳ thực thì người không tự cho mình là đúng, là nhất, là giỏi mới có thể có không gian tăng sự hiểu biết, nhận được sự tôn trọng của người khác. Kẻ tri thức thực sự luôn có thể nhìn rõ chính mình, không bao giờ tự cao tự đại hay luôn cho mình là đúng. Nhiều người bao biện rằng đó là sự tự tin. Đúng là tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin quá ngược lại lại là chuyện xấu. Người luôn cho mình là đúng trong mắt không có ai, không coi ai ra gì, tự cho mình là trung tâm của vạn vật. Quý vị thấy đấy, những người này, họ luôn cho rằng mình thông minh, mình đúng đắn, còn người khác đều là những tên ngốc. Người như vậy luôn rất tự phụ, không có chí tiến thủ, cho tới cuối cùng sẽ chẳng là gì cả. Biết người là thông minh, biết mình là khôn ngoan. Người biết vị trí của mình ở đâu, mình là người ra sao mới không ngừng tiến bộ, không ngừng có thể tiến về phía trước được quý vị ơi. Nếu như trong cuộc sống xung quanh mà quý vị đang có những người bạn như thế, thì hãy tránh xa một chút nhé. Khi những người xung quanh mình có những phẩm chất đáng quý trên, quý vị đừng ngần ngại mà hãy giữ thật chắc nhé. Bởi người như thế không phải dễ dàng mà tìm được. Quý vị có đồng tình với những chia sẻ này của Ngẫm Sự Đời không? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế, đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi
bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian vàng ngọc để nhấn nút yêu thích và đăng ký kênh để ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.